áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các em, cô là cô Thu, giáo viên tại trang web khóa học trực tuyến khoahoc.vietjack.com. Hôm nay thì cô sẽ cùng giới thiệu và hướng dẫn các em giải một cái đề kiểm tra, đó là đề kiểm tra 15 phút của chương trình học kỳ 2 trong môn hóa học lớp 9. Và đây là đề số 1 của cô. Đề số 1 này thì gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng câu hỏi. Và câu hỏi đầu tiên, ở điều kiện thường thì phi kim có thể tồn tại ở trạng thái A là lỏng và khí, B là rắn và lỏng, C là rắn và khí và D là rắn lỏng và khí. Vậy thì ở cái phần sách giáo khoa ấy, thì các em đã được học về trạng thái tồn tại của phi kim ở điều kiện thường. Thì nó tồn tại ở cả ba trạng thái là rắn, lỏng và khí. Trong đó cô có thể lấy ví dụ như sau. Ở câu số 1 này, ở trạng thái rắn này, trạng thái rắn thì cô có ví dụ như là nguyên tố carbon chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là nguyên tố đơn chất phi kim phosphor. Còn ở trạng thái lỏng thì chúng ta gặp như là brom này, đúng không? Trạng thái khí thì chúng ta có cái gì ạ? Có clo, oxy hoặc là nitơ, được chưa? Như vậy ở điều kiện thường thì phi kim tồn tại ở cả ba trạng thái rắn, lỏng và khí. Từ đó chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng trong câu số 1 này, chính là đáp án D. Chuyển sang câu hỏi số 2. X là nguyên tố phi kim có hóa trị 3 trong hợp chất với khí hydro. Và biết thành phần phần trăm khối lượng của hydro trong hợp chất là 17,65%. Yêu cầu là xác định xem X là nguyên tố nào. Vậy thì ở câu hỏi số 2, đây là một dạng câu hỏi liên quan đến tính toán, đúng không các em? Trong hợp chất với hydro thì X thể hiện hóa trị 3. Vậy thì cô sẽ suy ra được là hợp chất với hydro của X sẽ có công thức như sau. Hợp chất với hydro của X. Của X. Nó sẽ có công thức đó là H3X. Vì hydro của chúng ta có hóa trị là 1, được chưa? Và trong cái công thức này thì phần trăm khối lượng của hydro là 17,65%. Vậy thì cô suy ra được đó là phần trăm khối lượng của hydro ấy nó đang bằng 3 chia cho 3 cộng với m lớn của X. M lớn của X nhân với 100% và bằng 17,65%. Vậy từ biểu thức này thì các em sẽ xác định ra được cái m của x, đúng không ạ? Từ biểu thức này. Và cụ thể ở đây cô sẽ có, cô tính được mx bằng cách là cô lấy 3 nhân 100 chia cho 17,65 và được bao nhiêu đi, đem trừ cho 3, đúng không? Vậy ra bằng 14. Chúng ta ra bằng lấy 3 này trừ 3 chia cho 17,65 trừ đi 3. Vậy bằng 14. Chúng ta tính ra được từ biểu thức này có tính ra được m của x. M của x bằng 14. 14 thì đó chính là nguyên tố nitơ. Và với cái việc tìm ra nguyên tố nitơ, chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng cho câu số 2 này, chính là đáp án B. Chúng ta tiếp tục vào câu hỏi số 3. Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp gồm carbon và lưu huỳnh thì cần 3,36 lít oxy ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là, và chúng ta có các đáp án A, B, C, D. Vậy thì trong phần này, chúng ta sẽ phải đặt ẩn và giải hệ hai phương trình hai ẩn, đúng không ạ? Và cô sẽ hướng dẫn nhanh các bạn cái cách làm câu số 3 như sau. Câu số 3, cô đang có là gì ạ? Hỗn hợp gồm có carbon, vậy là cô đặt số mol của carbon bằng x. Số mol của lưu huỳnh bằng y. Vậy là cô sẽ tìm được một phương trình theo khối lượng, đó là 12x cộng với 32y sẽ bằng 2,8. Đây là phương trình số 1. Tiếp theo, carbon cộng với oxy thì sẽ tạo ra CO2. X mol carbon, vậy số mol oxy là x, đơn vị là mol. Lưu huỳnh cộng với oxy có nhiệt độ tạo ra SO2.
Vậy y mol lưu huỳnh thì ở đây sẽ là y mol oxy, đơn vị cũng là mol đúng không ạ? Từ đây thì cô có được đó là gì ạ? À, tổng số mol CO, à, tổng số mol oxy. Số mol của oxy sẽ bằng x cộng với y, và theo đề bài thì bằng 3,36 lít chia 22,4. 3,36 chia cho 22,4 có nghĩa là ra bằng 0,15. Đây là phương trình số 2. Vậy thì từ 1 và 2, từ 1 và 2 thì cô sẽ tìm ra được x và y. Được chưa? Phương trình đầu tiên là 12x cộng với 32y bằng 2,8. Và phương trình thứ hai là x cộng y bằng 0,15. Vậy x bằng 0,1 và y bằng 0,05. Từ đây thì cô xác định được khối lượng của từng chất. Suy ra khối lượng của carbon sẽ bằng 0,1 x 12 thì bằng 1,2 gram. Và khối lượng của lưu huỳnh thì bằng 0,05 x 32 thì bằng 1,6 gram. Và với giá trị là 1,2 gram và 1,6 gram, chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng cho câu hỏi số 3 này, chính là đáp án B. Là đáp án B. Chúng ta tiếp tục chuyển sang câu hỏi số 4. Tính chất nào sau đây của khí clo? Tính chất nào sau đây là của khí clo? A. Tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ. À, tác dụng với nước thì clo của chúng ta ở câu số 4 nha. Cô sẽ có đây. Clo ấy, khi mà tác dụng với nước thì nó sẽ tạo ra HCl cộng với HClO. Được chưa? Phản ứng này là phản ứng thuận nghịch. Vậy là nó phải tạo ra dung dịch axit mới đúng. Vậy thì phát biểu này bị sai mất rồi. Đúng không? B. Tác dụng với nước tạo thành axit clorơ. À, nó tạo ra HClO chứ không phải HClO2. Vậy cái này cũng không chính xác. C. Tác dụng với oxy tạo thành oxit clo, không phản ứng với oxy đúng không? Vậy cái này cũng sẽ bị loại bỏ. Và D là có tính tẩy màu trong không khí ẩm. À, trong không khí ẩm thì có nước, thì khi đó clo cũng phản ứng với nước tạo ra HCl và HClO. Và do có sự tạo thành của HClO ấy, làm cho cái clo ẩm ấy, làm cho cái clo ở trong không khí ẩm nó sẽ có tính tẩy màu. Vậy thì đáp án đúng ở trong câu số 4 này chính là đáp án D. Là đáp án D. Tiếp tục ta chuyển sang câu hỏi số 5. Chất dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm là A. Mangan oxit và axit clohydric đặc. B là mangan oxit và axit sulfuric đặc. C là mangan dioxit và axit nitric đặc. Và đáp án D là mangan dioxit và muối natri clorua. Vậy thì chúng ta lại phải nhớ lại về cái phản ứng điều chế clo trong phòng thí nghiệm đúng không? Trong phòng thí nghiệm thì người ta điều chế từ việc cho mangan dioxit tác dụng với axit clohydric đặc. Theo phản ứng đó là MnO2 phản ứng với HCl sẽ tạo ra MnCl2 cộng với Cl2 và cộng với nước. Trong phản ứng này chúng ta cân bằng 4 vào HCl. Vậy là đáp án đúng trong câu hỏi số 5 này sẽ là mangan dioxit và axit clohydric đặc. Chúng ta chọn đáp án A. Chuyển sang câu hỏi số 6. Nước clo có tính tẩy màu vì A. Clo tác dụng với nước nên tạo ra HCl có tính tẩy màu. B. Clo hấp phụ được màu. Và C. Clo tác dụng với nước tạo nên axit HClO có tính tẩy màu. Và D là khi dẫn khí clo vào nước thì không xảy ra phản ứng hóa học. Rõ ràng ở trong một câu hỏi trước, câu hỏi số 4 của chúng ta thì phải. Thì cô có ghi cái phản ứng đó là clo tác dụng với nước tạo ra HCl cộng với HClO. Và vì có sự tạo thành của HClO, HClO có tính tẩy màu. Vì thế nên là clo tác dụng với nước sẽ tạo nên HClO có tính tẩy màu sẽ là cái phương án chính xác. Có nghĩa là chúng ta sẽ lựa chọn đáp án C trong câu hỏi số 6. Tiếp tục chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 7 là một câu hỏi tính toán. Trong 11,2 gram bột sắt tác dụng với khí clo dư, sau phản ứng thu được 32,5 gram muối sắt, khối lượng khí clo tham gia phản ứng là. Trong câu hỏi này này, các em cần phải phân tích đề bài một chút này. Ở đây sắt tác dụng với clo dư. Vậy thì sau phản ứng có nghĩa là gì? Sau phản ứng có nghĩa là một trong hai chất đã hết đúng không? Một trong hai chất đã hết, thế mà clo đã dư rồi nghĩa là
11,2 gram sắt sẽ phản ứng hết. Với lúc này chúng ta có quyền sử dụng định luật bảo toàn khối lượng vào đây. Và theo định luật bảo toàn khối lượng thì câu 7 cô sẽ có được biểu thức đó là M của sắt này cộng với M của clo sẽ bằng M của muối sắt là FeCl3. Được chưa? Và từ đây thì cô tính ra được cái khối lượng của clo sẽ bằng 32,5 trừ đi 11,2 và ra được cái giá trị 32,5 trừ đi 11,2 như vậy bằng 21,3 gram. 21,3 gram. Được chưa? 21,3 gram thì chúng ta sẽ chọn được đáp án A trong câu hỏi số 7 này. Chọn được đáp án A. Chuyển sang câu hỏi số 8. Dạng thu hình của một nguyên tố là A. Những đơn chất khác nhau do nguyên tố đó tạo nên. B. Là những chất khác nhau do từ hai nguyên tố hóa học trở lên tạo nên. Và C. Là những chất khác nhau được tạo nên từ carbon với một nguyên tố hóa học khác. Và D. Là những chất khác nhau được tạo nên từ nguyên tố kim loại với nguyên tố phi kim. Vậy thì với các đáp án như A, B, C, D ở đây thì chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng. Đó chính là dạng thu hình của một nguyên tố là những đơn chất khác nhau do một nguyên tố hóa học tạo nên. Cô lấy ví dụ như này, carbon chúng ta có các dạng thu hình đó là gì ạ? Kim cương này, hoặc là carbon vô định hình hay là graphite đúng không? Vậy thì nó đều được tạo nên từ một nguyên tố hóa học nhưng nó được hình thành ở các chất khác nhau đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án A trong câu hỏi số 8. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 9. Để có thể nhận biết ba lọ mắt nhãn, mỗi lọ đựng một chất màu đen là bột than đồng 2 oxit và bột mangan dioxit thì ta dùng A là dung dịch HCl đặc, B là dung dịch natri clorua, C là dung dịch đồng 2 sunfat và D là nước. Vậy thì ở câu này thì các em sẽ thấy đó là gì ạ? Chúng ta thấy có liên quan đến mangan dioxit. Vậy thì mangan dioxit chúng ta gặp ở trong phần điều chế clo đúng không? Và để điều chế clo người ta cho mangan dioxit phản ứng với lại acid chloric đặc. Vậy thì rất có thể đáp án sẽ là A. Vậy chúng ta sẽ cùng phân tích nếu như dùng đáp án A thì có nhận biết được các chất này hay không. Nếu như cô dùng HCl đặc, than không tan trong HCl đặc, được chưa? Đồng 2 oxit tan trong HCl đặc tạo ra dung dịch màu xanh. Còn mangan dioxit phản ứng với HCl đặc sẽ tạo ra chất khí có màu vàng. Như vậy là có 3 hiện tượng khác nhau. Từ đó chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng cho câu số 9 này chính là đáp án A. Được chưa? Người ta sẽ dùng dung dịch HCl đặc để nhận biết ra 3 chất rắn màu đen là bột than, bột đồng 2 oxit và bột mangan dioxit. Chuyển sang câu số 10. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 kg than chứa 90% carbon và 10% là tạp chất không cháy thì thể tích không khí ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng là. Rồi ở đây có 0,5 kg than nhưng chỉ chứa 90% carbon thôi. Vậy thì câu này các em sẽ phải làm như thế nào? Chúng ta phải có là cái khối lượng của carbon thực tế nó sẽ chỉ bằng 0,5 nhân với lại 90%, nghĩa là các em nhân với 0,9 nha cô. Như vậy sẽ bằng 0,45 kg. Được chưa? 0,45 kg. Từ đây thì cô sẽ tính ra được cái gì ạ? Tính ra được số mol của carbon sẽ bằng 0,45 nhân với 10 mũ 3 và chia cho 22,4. Chia cho 12, xin lỗi, chia cho 12 vì có khối lượng mà, tính ra số mol. Vậy là 0,45 nhân với 10 mũ 3 chia cho 12 bằng 37,5 mol. Sau đó viết cho cô cái phản ứng đốt cháy. Carbon cộng với oxy tạo ra CO2. Vậy số mol của carbon là 37,5. Thì cái số mol oxy cũng bằng số mol của carbon, như vậy cũng bằng 37,5 đơn vị là mol. Từ đây thì chúng ta sẽ tính ra được cái thể tích của oxy sẽ bằng 37,5 nhân với 22,4 vì tính ở điều kiện tiêu chuẩn. Vậy bằng bao nhiêu ạ? Tính thể tích của không khí nhá. Ở đây bằng 840 lít. Tuy nhiên đề bài không yêu cầu tính thể tích oxy mà đề bài yêu cầu tính thể tích của không khí. Vậy cô phải tính ra thể tích của không khí bằng cách là lấy thể tích của oxy nhân 5 là lên. Sẽ bằng 5 nhân với lại 840. Vậy ra được giá trị
bằng 4.200 lít. 4.200 lít. Được chưa? Với giá trị là 4.200 lít thì chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng trong câu hỏi số 10 này, chính là đáp án C. Và câu số 10 cũng là câu hỏi kết thúc cho cái đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2, đề số 1 của cô. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các cái video hướng dẫn giải các cái đề kiểm tra tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.